Đi về thôi. Hôm nay hai đứa đi học có vui không? Mẹ mẹ con vui mới ngoan lắm mẹ. Mẹ con vui ngoan lắm mẹ. Thế, thế hôm nay hai đứa có được điểm 10 nào không? À mẹ mẹ, con được 10 điểm môn lịch sử mẹ. Trời, em được 10 điểm môn lịch sử mẹ ngoan. Anh 10 điểm môn toán này. Ôi, hai đứa giỏi quá. Đấy, mẹ thưởng cho hai đứa xúc xích đây nha. Vâng. Yeah. Về thôi. Vâng. Mẹ con đuổi quá, mẹ con đồ đi ăn cơm mày. Con đói à? Vâng ạ.
mẹ anh ưu tiên sau à? Còn Huy thì dọn nhà cho mẹ nhớ để mẹ đi vào nấu cơm. Vâng ạ.